Chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ sang video số 3 là video học về bài 3 về phần dịch câu. Đây là chắc là phần các bạn rất là mong chờ đúng không? Làm thế nào để dịch được một câu văn sao cho, trước hết là cho đúng đã, còn dịch sao cho hay thì chúng ta sẽ bàn sau nhé. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào các bước để dịch được một câu văn cho hợp lý, cho đúng này. Bước 1 đấy là ngắt câu. Các câu văn ở đọc hiểu N3 và N2 ấy, nó rất là dài đúng không? Thì chúng ta sẽ cần phải làm sao? Cần phải xác định được đâu là các vế, các thành phần nhỏ hơn, đúng nhỉ? Thì từ đấy chúng ta mới có thể dịch được cho hợp lý được, đúng nhỉ? Chúng ta sẽ quan sát đây một chút nhé. Câu văn dài thường là tổ hợp của hai vế câu trở lên. Vì vậy, để dịch chính xác thì cần xác định được các vế câu. Đây, phải xác định được vế câu nhé. Ngắt, chia nhỏ để việc dịch trở nên dễ dàng hơn, đúng rồi. Nếu mà có những cái câu mà nó dài đến tận 2-3 dòng mà chúng ta cứ không phân chia như vậy, rồi các mệnh đề định ngữ nó cứ dắt díu vào với nhau, các mẫu câu nó cứ chồng đống vào nhau mà chúng ta cứ để như thế thì không thể nào mà có thể dịch được chuẩn cái câu đấy, đúng không? Do vậy là cái điều quan trọng đó là chúng ta cần phải xác định được vế câu và ngắt câu đó, chia nhỏ nó ra để chúng ta dịch. Vậy thì làm thế nào để có thể xác định được vế câu, có thể ngắt, có thể chia được? Thì chúng ta sẽ dựa vào gì nhỉ? Dựa vào phần ngăn cách của các vế câu, thường là sẽ là dấu phẩy. Dấu phẩy nhá. Đấy, các bạn đừng có nghĩ rằng là đi thi những chỉ độ cao ấy để làm khó chúng ta, người ta không cho dấu phẩy. Thực ra người ta vẫn cho rất là nhiều dấu phẩy để khi mà người ta viết đấy, đúng nhỉ? Khi mà không phải là người ta viết mà là khi mà tác giả viết ấy, thì tác giả cũng không thể nào mà tác giả đánh đố người đọc bằng cách là tác giả cứ viết một đoạn Tràng Giang, đúng không? Tràng Giang Đại Hải không có ngăn cách tí nào cả. Tác giả vẫn phải có những cái phần tách bạch ra cho người đọc dễ hiểu, dễ hình dung. Thì khi đó tác giả dùng dấu phẩy, đúng nhỉ? Thì người ta sẽ để lại cái bài như vậy sang nhá. Thì chúng ta sẽ dựa vào dấu phẩy để có thể biết được đâu là các vế câu này. Hoặc là các bạn dùng các dạng ngữ pháp, đúng nhỉ? Có một số dạng ngữ pháp cũng là sẽ là tách các vế đấy. Ví dụ, đây là phần mọi người cần lưu ý nhá, rất là quan trọng đấy. VT này, VT Kara, Veba, Vetara, Temo, Demo, Kara. Cái mẫu câu dạng Kara thì có rất là nhiều rồi. Ví dụ như là Dakara, rồi Tame, rồi Niyote, rồi Kotokara, Okagede, Sede, Nodakara, rất là nhiều. Đây chỉ ghi tượng trưng thôi nhá. Thì thông thường những cái đấy ấy, người ta sẽ là cái phần ngăn cách của vế câu đấy. Thậm chí là người ta còn nhiều khi người ta còn có cái vế đó, người ta còn đánh dấu phẩy đằng sau nữa cho các bạn dễ hình dung hơn cơ. Hay là Node, rồi Ga, đúng nhỉ? Ga thì có dạng là Ga, rồi Kedo, Keredomo, vân vân. Rồi thì Tameni, Yoni, rồi thì Veruto, đúng nhỉ? Aida, Uchini, Hamen, Ippo, vân vân. Thì thông thường là những cái dạng ngữ pháp này chính là cái phần mà ngăn cách các vế câu. Thì khi các bạn tách, các bạn đọc câu các bạn thấy có những cái này, các bạn có thể gạch mờ nó để tách nó thành từng vế để khi dịch trở nên dễ dàng hơn nhá. Đó là dùng dấu phẩy, đúng nhỉ? Hoặc là dùng các dạng ngữ pháp. Đấy là hai cái phương pháp mà chúng ta dùng để làm sao đây, để ngăn cách vế câu, để tách câu ra. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử ví dụ với câu gì nhỉ? Thế với một câu ở trong phần đọc hiểu N2 tháng 12 năm 2016 nhá, trong phần bài đọc ngắn nhá. Đây là một câu khá là dài, đúng nhỉ? Nó có độ dài 1,5 dòng ở trong đề thi thật. Các bạn nhìn này. Đây là câu đấy của chúng ta này. Rồi Yuhi ngó I ichinichi de aru ka wa hito ni yotte kotonaru daro ga nikki o kaki tsuzukeru koto de jibun ni totte no I ichinichi toyu mono no構成要件が分かってくる. Đấy, thì mọi người thấy rõ ràng là nó gì đây? Nó có đánh dấu phẩy cho chúng ta này, phẩy đây một cái, phẩy đây một cái. Vậy thì chúng ta có thể ngăn cách được luôn cái này thành 3 vế câu, đúng nhỉ? 3 vế câu và dịch từng cái một cho đơn giản, đúng không? Vế một là từ đâu? Từ doyuhi cho đến từ daronga, đúng nhỉ? Đây còn có cả ga nữa là ngữ pháp này, và đằng sau nó đánh dấu phẩy nhá. Đây là gõ nguyên si theo đề thi đấy, chứ không phải là mình đang dạy như này thì mình viết vào cho các bạn hình dung đâu. Đây là đề thi để như này, đúng nhỉ? Thì một câu dài 1,5 dòng chúng ta tách như này thì câu dài nhất nó chỉ tầm hơn nửa dòng thôi, thì dịch nó sẽ dễ hơn. Vế thứ hai là từ nikki cho đến hết từ koto đế, đúng nhỉ? Tiếp theo vế còn lại thì là cái đoạn còn lại đây, vế 3. Đấy, việc đầu tiên là chúng ta cần làm là gì nhỉ? Là xác định được các vế câu nhá. Rất quan trọng, đúng nhỉ? Ban đầu thì khi mới đọc ấy thì mọi người chưa thể nào mà làm nhanh được, nhưng mà dần dần khi mà đọc Khi mà đọc nhanh chúng ta sẽ có, thậm chí là không cần phải viết vào chỗ nào là vế, chúng ta có thể dịch luôn, có thể ngăn cách luôn ở trong đầu ấy, đúng nhỉ? Tất nhiên là cần phải một thời gian rất là lâu, rất là dài luyện tập chăm chỉ thì mọi người có thể làm được điều đấy. Sau khi ngăn cách được vế câu thì bước quan trọng tiếp theo, bước 2, đó là tìm chủ ngữ. Đây, bước 1 là ngắt câu này, tách vế câu. Bước 2 là chúng ta cần phải tìm chủ ngữ. Đấy là lý do mà tại sao lúc nãy mình học các cái dạng gì đấy, các cái dạng mẫu câu, đúng nhỉ? Ở bài số 2 ấy, chúng ta học rất là nhiều cái liên quan đến tìm chủ ngữ và danh từ, đúng không? Thì thông thường chủ ngữ là danh từ, đúng nhỉ? Do vậy chúng ta phải học kỹ về nó nhé. Cái này mọi người sẽ mở lại cái bài số 2 hay đọc đi đọc lại, đúng nhỉ? Sẽ hiểu rõ hơn. Thì các bước để tìm chủ ngữ, các bí kíp để tìm chủ ngữ, đầu tiên chủ ngữ của mệnh đề chính hay là vế câu chính ấy thì thường sẽ đứng trước từ wa, đúng nhỉ? Đấy, chúng ta hay có là wa thì đằng trước sẽ là chủ ngữ, đúng không? Chủ ngữ của mệnh đề chính thì thường đứng trước wa, có thể là mo hoặc là ga trong một số trường hợp, đúng nhỉ? Chủ ngữ của mệnh đề phụ hay là vế câu phụ ấy thì sẽ thường đứng trước trợ từ nga. Đấy. Tiếp theo này, nhiều khi chủ ngữ sẽ bị lược đi. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích chính cái câu ở trên này nhé, để xem cái việc tìm chủ ngữ như nào nhé. Ví dụ chúng ta có ba câu, ba vế chứ. Vế 1 này, doyuhi ga ichinichi de aru kawa, đúng nhỉ? Đây, đây nhìn đây cho rõ này. Doyuhi ga ichinichi de aru kawa hito ni yotte kotonaru darou ga. Đây chúng ta thấy có gì đây? Có wa này. Có wa. À. Vậy thì cái phần đằng trước này, đúng nhỉ? Doyuhi ga ichinichi deru ka là phần chủ ngữ, đúng không? Vậy thì chủ ngữ này có nghĩa là gì nhỉ? Doyuhi là ngày như thế nào, đúng không? Ichinichi là ngày tốt, đúng nhỉ? Vậy thì câu này chủ ngữ hơi đặc biệt một chút, nó không phải là danh từ mà nó là cái dạng là câu, gần như là câu hỏi, đúng nhỉ? À, vậy thì cái ngày như thế nào là một ngày tốt thì hito ni yotte kotonaru darou ga, đúng nhỉ? Thôi cái này mình không nói nữa nhá, mình không dịch ở đây bởi vì đây là phần dịch ở phần tiếp theo. Đấy, thì mình tìm được chủ ngữ này là trợ từ wa này. Tiếp theo ở vế 2. Nikki o kaki tsukeru koto de. Chúng ta không thể có wa ga mo đâu cả, đúng nhỉ? Vậy thì chắc chắn là cái này chủ ngữ đã được ẩn, đúng nhỉ? Đấy, có thể là tôi, bạn hoặc là chúng ta. Ở đây nói cái kiểu là chung là đó là hito ni yotte kotonaru, tùy vào mỗi người mỗi khác ấy, thì chắc chắn đây phải kiểu là chúng ta rồi, đúng nhỉ? Chủ ngữ ẩn nhá, watashi tachi này. Tương tự đây có gì nhỉ? Jibun ni totte no ichinichi toyu mono no kousei youken ga wakatte kuru. Ở đây chúng ta thấy có trợ từ ga, thế nhưng mà đây là n1 ga wakaru là hiểu ra cái gì đó, thì nó cũng bị khuyết đi chủ ngữ, đúng nhỉ? Chủ ngữ này vẫn là watashi tachi. Đấy, vậy thì chúng ta thấy rằng chú thích vào đây một chút nhá. Ví dụ đây là chủ ngữ là gì đây nhỉ? Tất nhiên là khi mới học thì chúng ta sẽ làm nó lâu, nhưng mà khi mà đọc quen rồi các bạn nhìn cái là bạn có thể tìm được ngay chủ ngữ của câu đấy là gì, của vế đấy là gì. Đây, ví dụ chủ ngữ của cái vế viết là watashi tachi này, chúng ta này, đúng nhỉ? Hay là của vế này cũng là chúng ta, watashi tachi. Nó bị lỗi rồi. Ok. Đấy, như vậy là chủ ngữ của phần ba vế là như vậy. Tiếp theo, sau khi tìm được chủ ngữ là chúng ta đi vào cái phần quan trọng, đấy là phần gì nhỉ? Phần dịch câu, đúng không? Phân tích được rồi, ngắt vế được rồi, tìm được chủ ngữ rồi thì chúng ta đi vào dịch câu thôi. Đây là các nguyên tắc cơ bản khi dịch câu. Đầu tiên, đó là ngữ pháp tiếng Nhật ngược với tiếng Việt, đúng nhỉ? Rõ ràng là chúng ta nói là tôi ăn cơm, đúng nhỉ? Là chủ ngữ này, động từ rồi thì tân ngữ, nhưng mà người Nhật lại là gì nhỉ? Watashi wa gohan wo taberu. Ngược lại, do vậy thì khi dịch chúng ta cũng phải dịch từ dưới dịch lên nhá. Ngữ pháp tiếng Nhật ngược với tiếng Việt ấy, do vậy là chúng ta phải dịch từ đâu? Dịch từ dưới dịch lên. Đấy. Các bạn lưu ý, đây mình sẽ gạch chân cái dòng này. Dịch từ dưới dịch lên. Tiếp theo này, thông thường với một câu điển hình, câu điển hình là câu mà nó còn có ghi cả chủ ngữ cho chúng ta, thì sẽ dịch chủ ngữ trước đúng nhỉ? Dịch cái phần chủ ngữ trước, chủ ngữ đấy có thể ngắn hoặc dài, có thể là mỗi là watashi thôi, là tôi thôi, cũng có thể là dùng cái dạng bổ nghĩa rất là dài, dài ơi là dài mà chúng ta vừa học ở cái phần bài 2 ấy. Đấy, thì chúng ta sẽ cần dịch chủ ngữ trước, sau đó chúng ta dịch từ cuối dịch lên, đúng nhỉ? Dịch chủ ngữ này, sau đấy dịch từ cuối dịch lên. Tiếp theo, khi trong câu nó xuất hiện các trạng từ chỉ thời gian như là maibang, kotoshi, đúng nhỉ, rồi thì raishu, sengetsu, vân vân ấy, thì mình thường dịch trước cái đấy, đúng nhỉ? Mình sẽ dịch trước các trạng từ chỉ thời gian đấy. Các phó từ như là hakiri, yoku thì mình sẽ thường là dịch đi kèm với động từ. Cái này thì thực ra là nó cũng không quá chặt chẽ, các bạn có thể gọi là tùy cơ ứng biến, đúng không? Nhưng mà nếu các bạn dịch theo kiểu này thì nó sẽ dễ dàng hiểu hơn nhé. Và tiếp theo này, trường hợp chủ ngữ phức tạp có dùng mệnh đề bổ nghĩa. Đây, trường hợp chủ ngữ phức tạp có dùng dạng mệnh đề bổ nghĩa ấy, thì cần dịch đúng nguyên tắc về mệnh đề bổ nghĩa. Đấy là cái mà chúng ta học hôm trước bài 2 rồi. Do vậy khi mà làm thì chúng ta cần lưu ý cho mình rất là kỹ phần này. Ví dụ này, ở đây ví dụ luôn nhá, ví dụ chủ ngữ mà là ví dụ watashi này, là tôi quá đơn giản này, đúng không? Phức tạp hơn là gì đây? Watashi no home này, đúng nhỉ? Đấy, sách của tôi như thế nào đó. Phức tạp hơn tí nữa là gì nhỉ? Đây, lấy lại những cái ví dụ mà ở bài số 2 chúng ta học, atarashi seikatsu, đúng nhỉ? Phức tạp hơn tí nữa là gì? Là mấy cái dạng mà chúng ta học hôm trước đây, dạng mệnh đề định ngữ này, ví dụ này, watashi, thôi thay cái watashi đi, suốt ngày watashi, Tanaka-san ga oshiete kureta koto và, đúng nhỉ, đó. Ví dụ như câu này mọi người thấy này, có chủ ngữ là gì đây? Có chủ ngữ là trước trợ từ wa là koto, đúng không, là một danh từ. Toàn bộ cái phần Tanaka-san ga oshiete kureta, đây là phần bổ nghĩa trợ từ koto này, thì khi dịch chúng ta sẽ dịch chủ ngữ trước là koto này, sau đó dịch là từ Tanaka-san, đúng không nhỉ? À, cái việc mà anh Tanaka đã dạy cho tôi, đúng nhỉ? Cái điều mà anh Tanaka đã dạy cho tôi ấy, thì đến bây giờ tôi vẫn còn gì đây nhỉ? Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Đấy, thì cái từ imamade đấy, câu này nó cũng chưa đủ dài để chúng ta theo đúng nguyên tắc là dịch từ cuối dịch lên, đúng không? Nhưng mà nó mới chỉ có gọi là cái gì nhỉ? Chủ ngữ hơi dài một chút, động từ và có cái từ imamade. Đấy. Nhưng mà những cái câu phức tạp hơn ở phía sau chúng ta sẽ hình dung rõ hơn về cái này nhá. Tiếp theo này, trong trường hợp câu xuất hiện dạng liệt kê như là có ya, to, tari thì có thể dịch về trước hoặc sau các biểu hiện đó đều được. Tức là sao? Những biểu hiện liệt kê như là ya hay là to, tari ấy, bởi vì nó đồng đẳng với nhau về mặt ngữ pháp, do vậy các bạn có thể dịch cái nào cũng được, cái vế nào cũng được, miễn sao nó đang nằm trong cái dạng liệt kê đấy. Tiếp theo này, trong trường hợp xuất hiện câu trích dẫn hoặc chỉ ra nội dung, thường nó sẽ có cái dấu ngoặc, đúng nhỉ? Và đuôi là các mẫu như là to itemashita, to kangaeru, thì mình phải dịch xong các phần khác mới vào dịch trong phần trích dẫn, không được tự nhiên nhảy vào phần trích dẫn để dịch, đúng nhỉ? Ví dụ nhá, đây gọi là chỉ mang tính chất tượng trưng một chút thôi. Đây là lỗi mà rất là nhiều bạn bị sai khi mà dịch câu. Tức là người ta cho các bạn chủ ngữ, sau đó người ta cho một cái ngoặc, đúng nhỉ? Người ta cho một cái ngoặc. Thông thường các bạn cứ theo thói quen, các bạn dịch chủ ngữ xong các bạn nhảy luôn với cái ngoặc này, các bạn dịch. Đấy, ví dụ cái ngoặc ngắn thì các bạn còn dịch cái động từ trước. Thế nhưng mà cái ngoặc mà nó dài tầm 2 dòng ấy, các bạn bắt đầu các bạn vào luôn cái ngoặc các bạn dịch, thì dịch như vậy sẽ rất là khó hiểu, đúng nhỉ? Chúng ta sẽ không hiểu được, bởi vì toàn bộ cái phần trong ngoặc đó nó chỉ là cái nội dung mà cái động từ đấy nó thể hiện thôi. Nói nội dung là gì, nghĩ nội dung là gì, suy nghĩ như thế nào. Đấy, thì khi mà có cái dạng như thế này, khi động từ cuối câu là động từ iu, động từ omo, động từ kangaeru, thì gần như mọi người sẽ phải gì nhỉ? Phải không được nhảy vào luôn cái phần vế này mà dịch, phải dịch từ cái đuôi này trước nhá. Lưu ý đấy, phải dịch cái đuôi trước mới được nhảy vào. Tiếp theo, Trong câu mà xuất hiện dạng A yori B, đúng nhỉ, hoặc là A yori B no ho ấy, thì luôn cố gắng dịch để mang nghĩa là B hơn A. Đây là cái phần quan trọng mà khi mà đọc vào phần chi tiết chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Tiếp theo này, khi có dạng A toyu B thì dịch B trước, đúng nhỉ, B gọi là A. Khi đấy A nó sẽ là một cái danh từ riêng, còn B là một cái danh từ chung chung. Đấy, B gọi là A nhé. Và khi dịch thì cần vận dụng linh hoạt các quy tắc trên và có thể có một số ngoại lệ. Vì thế cần phải luyện tập thường xuyên mà các bài đọc hiểu. Đấy, tất nhiên là chúng ta có một số cái nguyên tắc như thế này, nhưng mà đôi khi ấy, khi mà trong thực tế ấy, câu nó có thể dùng cái dạng nó khác đi một chút, hoặc là cái ý đồ của tác giả người ta thể hiện bằng một số cái hình thức câu rất là lạ, đúng nhỉ? Ví dụ các bạn gặp hai trợ từ liền nhau, ví dụ từ trợ từ e với trợ từ tố, đúng nhỉ, e tố đặt cạnh nhau này, hay là ô tố, chúng ta không biết tại sao lại như thế. Vậy thì trong những trường hợp vậy thì chúng ta cần phải linh hoạt nhé. Khi mà hai trợ từ đặt cạnh nhau như vậy thì người ta đang muốn nhấn mạnh đấy. Và chúng ta sẽ bước vào thực hành, đúng nhỉ, thực hành cái câu ban nãy chúng ta vừa nói. Chẳng hạn chúng ta có vế một nhá, doyuhi ga ii ichinichi de aru ka wa hito ni yotte kotonaru daro ga. Đấy, ở đây có ngữ pháp gì nhỉ? Ngữ pháp niyote. Đây. Cái ngữ pháp niyote là ngữ pháp gì đấy? Tùy theo, đúng không? Tùy thuộc vào, phụ thuộc vào. Mình đã làm được những cái gì rồi nhỉ? Mình đã xác định được chủ ngữ của câu rồi, đúng không? Chủ ngữ này là phần đứng trước wa này. Đấy, mình tìm được chủ ngữ rồi, mình dịch thôi. Từ chủ ngữ rồi dịch từ cuối dịch lên. Dịch nhá. Doyuhi là gì nhở? Ngày như thế nào. I ichinichi là một ngày. Một ngày tốt. Nhiều bạn cái i là tốt. Thôi dịch i ichinichi là một ngày tốt. Nhưng mà thực ra là nếu mà dịch là một ngày tốt thì nó hơi bị okashi ấy. Nói tiếng Việt một ngày tốt mình ít khi nói như vậy. Một ngày trọn vẹn, một ngày tốt lành, một ngày đẹp, đúng không? Đấy, một ngày tươi đẹp. Tùy các bạn nhá. Thì ở đây mình dịch là một ngày trọn vẹn. Chủ ngữ này, một ngày như thế nào là một ngày trọn vẹn. Thì đây, ở đây có niyote, nó có thể là một ngữ pháp. Mọi người có thể ngắt đây một cái, mọi người dịch cái vế này. Hoặc là mọi người làm sao đây, mọi người dịch cuối dịch lên cũng không sao cả. Cái một ngày như thế nào là một ngày trọn vẹn ấy, thì daro là desho, đúng nhỉ, dạng fuzuke, có nghĩa là có lẽ. Có lẽ nó kotonaru, có lẽ là nó khác nhau, đúng nhỉ, tùy vào mỗi người, phụ thuộc vào từng người. Đấy, vế đầu tiên là xong nhá. Này, chủ ngữ là wa này, trước nó này, một ngày như thế nào là một ngày trọn vẹn, thì có lẽ là khác nhau, điều này là khác nhau, phụ thuộc vào từng người. Tiếp theo, vế 2, Nikki o kaki tsuzukeru koto de. Ở đây có ngữ pháp koto de, nghĩa là bằng cái việc gì đó. Bằng cái việc, thông qua cái việc tiếp tục viết nhật ký, đúng nhỉ? Rất là đơn giản rồi. Cuối dịch lên. Tiếp này, vế 3 này, Jibun ni totte no ii ichinichi toyu mono no kousei youken ga wakatte kuru. Đây là một câu khá là dài và khá là phức tạp đấy. Wakatte kuru là hiểu ra này, hiểu ra cái kousei youken là cái điều kiện cần thiết của cái thứ mà gọi là. Đấy, mọi người thấy chưa, có toyu này, có ni totte no, đúng nhỉ? Nó không phải là ni totte không nữa mà là ni totte no nhá. Đấy. Bởi vì đây là danh từ mà nối vào thì phải là ni totte no rồi. Vậy thì chúng ta lại cứ dịch từ cuối dịch lên thôi, đúng nhỉ? Chúng ta sẽ hiểu ra cái điều kiện, đúng nhỉ? Cái kose yoken không phải là điều kiện yoken đâu các bạn ạ. Đây là từ yếu kiện đấy. Yếu đọc là yo, có nghĩa là cái điều kiện quan trọng, điều kiện cần thiết. Cấu thành nên cái thứ mono. Đây mọi người lưu ý nhá. Đây lại, nhiều khi lại đọc lại tưởng thành đây là monono, ngữ pháp mặc dù ấy của N2. Không phải, đây là mono là danh từ này. Đây, tôi sẽ gạch chân ở đây. Và đây là danh từ, đúng không? Đó. Hiểu ra cái điều kiện cần thiết, đúng à? Điều kiện cấu thành cần thiết của cái thứ đấy, nội dung là gì thì người ta sẽ dùng cái gì nhỉ? Cả cái cụm này, đúng không? Cái cụm này để người ta biểu thị nhá. Cái thứ gọi là một ngày tươi đẹp mà đối với bản thân mình ấy. Đấy, đây là nối gì đây? Nối danh từ với lại cái ngữ pháp nitote phải là nitoteno chứ không là dùng mỗi nitote không. Đấy là cái phế ba của chúng ta là như vậy. Đấy thì nó dịch có thể vẫn dịch từ dưới dịch lên thôi, đúng nhỉ? Có thể hiểu ra được các điều kiện cần thiết để tạo nên cái gọi là một ngày trọn vẹn đối với chúng ta nhá. Đấy là xong cái câu mà ví dụ. Tiếp theo mình sẽ thực hành tiếp với các câu văn của đoạn văn này nhá. Câu 2 của nó này. Dosureba ii ichinichi ni naru ka ga wakatte kuru toyu koto da. Ở đây có ngữ pháp toyu koto da ấy, nghĩa là có một cái ngữ pháp đi futsuke cộng với toyu koto, nó mang nghĩa là nghe nói là, đúng nhỉ? Nó dùng để trích dẫn thông tin, nhưng mà đây nó lại không phải là nghe nói là, mà nó là cái, nó giới thiệu cái việc đấy là cái việc như thế nào ấy. N1 toyu koto da có nghĩa là cái việc là N1. Đấy, cái việc nội dung trước nó là trước cái từ toyu là cái chỉ ra cái nội dung của cái việc đó nhé. Thì chúng ta cũng vẫn dịch bình thường thôi. Nãy mình vừa nói là a toyu b thì dịch b trước, đúng không? Có nghĩa là này là cái việc mà, cái việc gọi là, đúng nhỉ? Là gì đây? Là wakatte kuru. À, chủ ngữ câu này đâu? Chúng ta thấy có đây là trợ từ ga. Trợ từ ga. Thế nhưng trợ từ ga này ấy, thằng trước này không phải là chủ ngữ, mà là chủ ngữ lại là vẫn là watashi tachi ấy, lại là chủ ngữ ẩn nhá. Đó là chúng ta sẽ hiểu ra rằng, đúng nhỉ? Dosureba là vế, đúng nhỉ? Ngắt vế ở đây thì sẽ dịch vế này. Chúng ta sẽ hiểu ra rằng làm như thế nào ấy thì sẽ có được một ngày trọn vẹn, một ngày ý nghĩa, đúng không? Đây, phân tích này. Cái đằng trước nó đang nói đến cái câu đằng trước nhá, nó đang bảo là mình hiểu được cái gì đây? Mình đang hiểu được cái điều kiện cấu thành cái mà gọi là một ngày tốt đẹp, một ngày trọn vẹn đối với bản thân mình ấy. Xong câu dưới nó lại thể hiện rõ hơn là cái việc mà gọi là toyu đây này. Gọi là gì đây nhỉ? Làm thế nào? Dosureba ii ichinichi ni naru ka. Làm thế nào để gì đây? Mình sẽ hiểu ra phải làm thế nào để có một ngày tươi đẹp, một ngày ý nghĩa, một ngày tốt như vậy. Tiếp theo, câu số 3 này là một câu rất dài. Sonareba ii ichinichi ga tamatama otozureru no tada matsu no dewa naku kyou ga ii ichinichi ni naru you ni kyou wa ii ichinichi datta to niki ni kakeru you ni shutai teki ni koudou suru you ni naru daro. Đây, mọi người thấy rất là dài đúng không? Nhưng mà nó có, rất may cho chúng ta là nó ngăn cách thành từng vế một rồi. Vế 1 là từ đầu cho đến chỗ dewa naku, vế 2 là yoni, vế 3 là từ tiếp theo đến yoni, và vế còn lại là như này. Vậy là có 4 vế, đúng không? Thì chúng ta sẽ ngắt nó ra như vậy và chúng ta dịch từng vế một nhé. Ví dụ vế đầu tiên này. Sonareba ii ichinichi ga tamatama otozureru no tada matsu no dewa naku. Đây mọi người thấy có trợ từ ga, mọi người nghĩ rằng đằng trước nó là chủ ngữ, nhưng mà đây có động từ là động từ matsu, là động từ chờ đợi, đúng không? Vậy ai chờ đợi? Đây là lại là chủ ngữ ẩn là chúng ta nhé. Vậy thì ấy, nồi đế hoạn là cự, đây là ngữ pháp này. Ở cái này dùng sai rồi, không phải là dùng cái dấu tròn mà là dùng cái dấu gạch chân. Đây, nồi đế hoạn là cự nghĩa là không phải là tada là chỉ, đúng nhỉ? Không phải là chúng ta ấy, chỉ đơn thuần là chờ những cái i ichinichi nó đến như vậy, đúng không? Đây, i ichinichi là một cái ngày tươi đẹp, một ngày trọn vẹn, một ngày tốt. Nó tama nó thỉnh thoảng nó đến một ngày ngẫu nhiên như thế. Otozureru là cái từ nó mang nghĩa là đến ấy, nhưng mà nó mang tính chất trang trọng và lịch sự, đúng nhỉ? Dùng trong văn phong viết, bởi vì đây là văn bản N2 mà. Chúng ta sẽ gặp rất là nhiều về cái hình thức từ đồng nghĩa, đúng không? Nhưng mà nó có cái sắc thái khác nhau một chút như vậy nhá. Vế 1 này là chủ ngữ ẩn là chúng ta. Không phải là chúng ta chỉ đơn thuần chờ những cái ngày tốt đẹp đấy nó đến một cách ngẫu nhiên, đúng không? Đây là cái vế mà dịch từ đầu cho đến cái dewa naku. Vế số 2. Kyou ga ii ichinichi ni naru yoni. Yoni đây là mang nghĩa để, đúng không? Mục đích, mục tiêu đấy. Để cái ngày hôm nay nó trở thành một ngày tươi đẹp, đúng nhỉ? Một ngày tốt đẹp ấy. Rồi thì vế 3 nhá. Kyou wa ii ichinichi datta to niki ni kakeru yoni. À, để có thể viết được vào nhật ký rằng hôm nay đã là một ngày tươi đẹp. Thì về 4 này, shutai teki ni koudou suru you ni naru daro, thì có lẽ là, đúng nhỉ? Bản thân chúng ta cần phải gì đấy? You ni naru, ngữ pháp you ni naru các bạn có hai cách dùng. Đấy là cách dùng đầu tiên ấy. nó thể hiện là cái sự thay đổi về mặt khả năng nhé. Ví dụ như là Nihongo nga hanaseru you ni narimashita, tôi đã có thể trở nên nói được tiếng Nhật, đúng nhỉ? Trước đây chúng ta không thể, bây giờ có thể thì dùng cái này. Cái thứ hai là các bạn có thể dùng trong trường hợp nào đấy, trường hợp là thay đổi về mặt thói quen, đúng nhỉ? Ví dụ như là Nihonji wa itsu hashi o tsukau you ni narimashita ka, tức là người Nhật ấy mà đã trở nên dùng đũa khi nào, đúng nhỉ? Đấy, trước đây người ta dùng cái gì, dùng tay, dùng bốc, dùng thìa vân vân không biết, nhưng mà từ khi nào người ta chuyển sang một cái thói quen mới là dùng đũa thì chúng ta sẽ sử dụng yoni naru với trường hợp đấy nhá. Thì đối với thể khả năng cộng với gì nhỉ? Thể khả năng cộng với lại yoni naru thì nó mang nghĩa là thay đổi về mặt khả năng, còn thể từ điển, đúng nhỉ? Thể từ điển mà không chia giữa là khả năng ấy mà cộng với yoni naru thì sự thay đổi về mặt thói quen, thì trong trường này chúng ta có động từ là kodo suru, là dạng thể từ điển không chia khả năng, đúng không? Thì nó mang nghĩa là sự thay đổi về thói quen nhé. Có lẽ là chúng ta cần thay đổi thói quen, phải hành động một cách shutai teki, chữ Hán là chủ thể, đúng không? Chủ thể đích thì tức là tự bản thân ấy, tự chủ thể chúng ta sẽ cần phải hành động. Đấy là cái dịch của cái bài này là như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại cái bài này xem chúng ta dịch như nào nhé. Đây là một đoạn văn ngắn của trình độ N2 vào tháng 12 năm 2016, giống như cái bài mà buổi đầu tiên chúng ta đã dịch đấy. Vậy thì qua phân tích thì cái việc mà dịch nó sẽ trở nên dễ dàng hơn, đúng không? Dịch như này: một ngày như thế nào là một ngày trọn vẹn? Điều này có lẽ khác nhau phụ thuộc vào từng người, nhưng thông qua việc tiếp tục viết nhật ký, ta có thể hiểu được các điều kiện cần thiết để tạo nên cái gọi là một ngày trọn vẹn đối với mỗi chúng ta. Có nghĩa là chúng ta hiểu ra cần phải làm thế nào để một ngày trở nên có ý nghĩa hơn. Không phải là chỉ chờ nó trở nên như vậy, chờ một ngày tốt đẹp đến ngẫu nhiên với ta như vậy, mà để hôm nay trở thành một ngày tốt đẹp ấy, để có thể viết được vào nhật ký rằng hôm nay là một ngày trọn vẹn, thì bản thân chúng ta cần phải nỗ lực hành động. Đấy là cái bài dịch này của chúng ta. Tất nhiên là chúng ta muốn dịch hay thì chúng ta cần phải bổ sung thêm thắt một vài cái ý mà nó không làm cho cái văn bản nó xa rời thực tế quá, đúng không? Đấy là cái bài dịch nhá. Vậy thì xem câu hỏi này. Hissha ni yoru to nikki o kaki tsuzukeru todo naru ka, tức là theo tác giả ấy, thì khi mà chúng ta tiếp tục viết nhật ký thì điều gì sẽ xảy ra? Ichi này, mainichi o ichinichi ni shiyo to suru you ni naru, thì chúng ta sẽ cố gắng, đúng nhỉ? Chúng ta sẽ trở nên cố gắng làm cho mỗi ngày đều trở thành một ngày tốt đẹp, một ngày trọn vẹn. Có vẻ đúng đấy, đúng không? Về cuối này, đúng không nhỉ? Để chúng ta không phải là chờ một cái ngày tốt đẹp nó đến như vậy, mà để có thể gì nhỉ? Để một ngày, để hôm nay là một ngày đẹp, để có thể viết được vào là một ngày đẹp, thì chúng ta cần phải tự bản thân chúng ta nỗ lực hành động. À, thấy giống rồi đúng không? Đây có cái dạng là, thứ nhất là giống dạng là đây, shutai teki ni kodo suru, đúng nhỉ? Thì nó sẽ rất là giống với là ngữ pháp là gì đây nhỉ? Shiyoto suru nhá. Các bạn có ngữ pháp gì nhỉ? Yoto suru, yoto shimasu, nó mang nghĩa là cố gắng làm gì đó. Đấy, cố gắng để làm cho mỗi ngày đều là một ngày đẹp. Thấy có vẻ như một ok đấy, chưa có gì để loại. Câu 2 này. Mainichi ga ichinichi da to omoeru you ni naru. Trở nên có thể nghĩ là mỗi ngày đều là một ngày tươi đẹp. Không phải là chúng ta nghĩ như vậy, đúng nhỉ? Đấy, không phải là trở nên là chỉ nghĩ thôi mà phải là hành động. Do vậy cái từ omoeru đây là chigaimasu, là sai. Tiếp theo này. Ichinichi ga otozeru no tanoshimi ni suru you ni naru, sẽ mong chờ, đúng nhỉ? Đây có động từ tanoshimi ni suru, là mong chờ, háo hức một ngày trọn vẹn nó đến. Thì cái này sai rồi. Rõ ràng là trong văn bản người ta bảo là không có chờ điều đó. Do vậy nói là gì nhỉ? Chờ ngày nó đến là bị chigaimasu. Chúng ta sẽ gạch cái này đi nhá. Đấy, khi đọc hiểu ấy, các bạn sẽ đọc đoạn văn và xem những cái biểu hiện nào nó khác với đoạn văn, các bạn gạch đi thì nó loại đáp án này. Câu số 4 này, ichinichi o itsumademo wasurenai you ni naru, chúng ta sẽ trở nên là không quên, không bao giờ quên cái ngày đấy, cũng không bao giờ không thể nói đoạn văn, đúng nhỉ? Vậy câu này sai. Như vậy là đoạn này sẽ là đáp án số 1. Đáp án số 1 nhá. Đấy. Tất nhiên là khi mà đi thi các bạn không thể nào mà có thời gian mà để ngồi mà dịch từng câu từng chữ trau chuốt cho nó hay được. Thế nhưng mà như đã nói đấy, đây là khóa học mà tích hợp cả gì nhỉ? Cách chọn đáp án lẫn gì đấy, lẫn việc học lấy kỹ năng, lẫn việc học dịch. Do vậy các bài mình đều cố gắng dịch sao cho nó trôi chảy, nó hay nhất có thể. Nhưng mà khi đi thi các bạn đừng có làm như vậy nhá. Các bạn sẽ không thể nào mà có thể dịch được trọn vẹn đâu, bởi vì bởi vì bản thân mình cũng mất thời gian rất là lâu mới có thể dịch được bài như thế này. Không phải là mình học mấy tháng, một năm, mà thậm chí là mình học rất là lâu, dạy bao nhiêu thế học sinh thì mới có thể làm điều đấy. Do vậy mọi người cứ cố gắng từng chút một, dần dần cũng sẽ có ngày làm được thôi nhá. Rồi, một số chú ý khi làm bài đọc hiểu N2. Thứ nhất, đó là mình phải nắm vững kiến thức các cấp dưới như là N3 và N4, đúng nhỉ? Thực tế thì trong bài đọc hiểu N2 ấy, nó sẽ không dùng quá nhiều ngữ pháp N2, mà chủ yếu là các mẫu câu trong trình độ N3, N4 được kết hợp lại với nhau làm câu văn trở nên dài và phức tạp hơn. Rõ ràng là như mấy cái ví dụ mà mình vừa đọc, đúng không? Thì mặc dù là các văn bản N2 đấy, nhưng mà có thấy mấy cái mẫu câu N2 đâu. Đa số toàn là chỉ là N3, N4 thôi. Nhưng mà nó sao đây nhỉ? Nó cứ cộng các cái ngữ pháp lại với nhau này, rồi thì danh từ nó không còn là danh từ đơn mà nó ghép bởi mệnh đề định ngữ, rồi các mẫu câu làm các cái vế nó loằng ngoằng. Đấy là cái mà giúp khiến chúng ta cảm thấy khó khăn, đúng nhỉ? Nhưng mà nếu mà học kỹ những cái trình độ cấp dưới thì các bạn sẽ học, có thể đọc và làm bài tốt hơn. Chưa kể là phần ngữ pháp N2 bây giờ cũng hỏi rất là nhiều trong phần kiến thức các cấp N3 và N4 nhé. Chúng ta có một số mẫu câu sau là hay dùng ở trong trình độ đọc hiểu N2. Đó là mẫu câu như là desho này, daro, yoda, tomo, đúng nhỉ? Đây là có lẽ này, đây là hình như này, tomo là nghĩ là này, toyu là nghe nói, rồi thì cái gọi là, đúng nhỉ? N1 toyu N2 đấy. Veteshimau này, lỡ làm hoặc là làm xong này, thể bị động này, đúng nhỉ? Mitai này, yoninaru, hogai, rồi thì no deu anai daroka. Đấy nhỉ, chẳng phải là hay sao? Đây là một số ngữ pháp rất là hay dùng trong bài đọc hiểu N2 nhé. Tiếp theo là học nhiều từ vựng chữ Hán. Rõ ràng thì đúng không? Biết được càng nhiều chữ Hán thì càng tốt. Vì nhiều lúc mình nhìn lướt qua chữ Hán là có thể nắm được nội dung chính của bài đọc. Tương tự với từ vựng, nếu nắm được các từ vựng trong bài thì việc đọc trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì thực tế mà khi mà đọc hiểu ấy, chúng ta sẽ không thể nào mà biết được hết tất cả mọi từ, mọi ngữ trong đấy. Và chắc chắn là người ta, những từ nào khó quá trong N2, người ta cũng sẽ giải thích cho chúng ta ở bên dưới, đúng không? Đấy. Ví dụ như ban nãy có một số từ mà mình không giải thích cho mọi người, ví dụ từ nashitogeru ấy, là hoàn thành ấy, đúng không nhỉ? Nhưng mà trong đi thi thật người ta có giải thích đấy, cả cái từ gì nhỉ? Kose yoken ấy, là cái điều kiện cần thiết, điều kiện quan trọng ấy để cấu thành ấy. Trong đi thi người ta cũng có giải thích nhá. Đấy, thì mọi người không lo cái điều đấy. Thế nhưng mà nói thì nói vậy thôi, nhưng mà biết được càng nhiều thì càng tốt. Và đôi khi ấy, là nhiều khi là chúng ta dịch được ra từ đấy chứ chưa chắc chúng ta dịch được bài. Do vậy chúng ta cố gắng làm sao tích lũy được vốn từ vựng càng nhiều càng tốt, đúng không? Tiếp theo này là phải biết cách đọc câu văn dài. Đấy là cái phần mà chúng ta vừa luyện tập, đúng nhỉ? Và cũng chính là cái nội dung mà học mấy buổi nay, chỉ là để tìm ra cái cách mà đọc được câu văn dài, đúng không? Câu văn trong bài đọc N2 khá là dài, chủ yếu là câu ghép, câu có nhiều vế. Vì vậy cần phải biết cách đọc các câu văn này để tránh mất thời gian. Và cái việc luyện phân tích câu sẽ giúp cho điều đó. Vì vậy trước khi bắt đầu đọc các loại văn bản trong đọc hiểu N2 ấy, thì mình cần phải nắm vững kỹ năng luyện phân tích câu, đúng nhỉ? Ban đầu thì mình dự định là 3 buổi đầu sẽ là học về các 3 buổi đầu của tháng 12 ấy, sẽ học về các kiến thức cơ bản về đọc hiểu như là phân tích câu, dịch câu, và buổi cuối cùng của tháng 12 sẽ học về đoạn văn ngắn luôn, đoạn văn tìm thông tin luôn. Thế nhưng mà mình thấy chắc là sẽ cần phải thêm cái buổi thứ tư đấy, vẫn là buổi luyện tập về việc dịch câu, phân tích câu như này. Đây là cái mà chúng ta cần phải làm rất là chặt chẽ để sau này có thể ứng dụng được để làm nhé. Tiếp theo đó là áp dụng từng cách làm bài theo từng dạng bài đọc hiểu. Cái chi tiết phần này sẽ nói ở phần sau, ở trong quá trình giảng dạy. Thì tức là các bạn hiểu rằng ấy, đọc hiểu ấy, nó sẽ gồm rất là nhiều dạng câu hỏi. Ví dụ dạng câu hỏi là điều người nói muốn nói nhất là gì này, người ta gạch chân một cái từ như là sore, rồi thì anohito, người ta hỏi các bạn đấy là ai, đấy là cái gì. Hay là câu hỏi doshite, tại sao, rồi câu hỏi đưa ví dụ đấy, vân vân. Thì từng cái dạng đấy có những cái cách làm bài khác nhau, có những cái hinto, có những cái phương pháp chọn đáp án nhanh hơn, đúng nhỉ, khác nhau. Thì cái này khi nào mà mình bắt đầu vào chi tiết từng phần đọc thì mình sẽ nói. Tiếp theo, mục 5 rất quan trọng, đấy là không được áp đặt suy diễn suy nghĩ của bản thân với suy nghĩ của tác giả. Đây là điều mà rất là nhiều bạn phạm sai lầm khi mà đi thi. Bởi vì đương nhiên ấy, 4 đáp án đấy người ta sẽ luôn luôn viết cái đáp án. Ít khi người ta viết cái đáp án mà nó hoàn toàn đọc lên là thấy sai luôn, đúng nhỉ? Người ta sẽ viết nó luôn luôn na ná nhau đấy. Và các bạn sẽ không được áp đặt suy nghĩ của mình vào đó nhé. chỉ chọn đáp án nếu như nó được đề cập chính xác đến trong bài, đúng nhỉ? Nên N2 rồi, đôi khi là nó không được đề cập đến một cách trực tiếp 100% đâu, mà nó sẽ dùng hiện tượng từ đồng nghĩa. Đấy, hoặc là gì nhỉ? Hoặc dùng các biểu hiện đồng nghĩa với đoạn văn. Thì khi mà có đoạn văn trên nó có cái gì nhỉ? Trên đoạn văn nó có những biểu hiện đồng nghĩa với lại cái câu trả lời bên dưới thì nhiều khả năng là sẽ là đấy là đúng, đúng nhỉ? Ví dụ nãy chúng ta vừa có cái gì nhỉ? Có cái shutaite kinyi kodosuru ấy. Chúng ta sẽ trở nên hành động một cách có chủ đích, đúng nhỉ? Tự chủ, tự bản thân chúng ta. Thì ở dưới có cái dạng là gì đấy? Yoto suru. Đấy, là ngữ pháp là cố gắng làm gì, nó đồng nghĩa với nhau nhá. Hoặc là gì nhỉ? Hoặc là có cái ngữ pháp là hitsuyo, là cần thiết. Vậy thì sẽ là có một số cái dạng là daiji chẳng hạn, quan trọng, taisetsu. Thì mọi người lưu ý cái phần này cho mình. Khi nào vào chi tiết mình sẽ nói sau. Tiếp theo đấy là phân bố thời gian làm bài hợp lý. Cái này được nhắc đến ngay từ bài 1, bài 2 rồi. Như đã nói ở đầu tiên ấy, thì khi làm bài không dành quá nhiều thời gian cho chữ Hán từ vựng. Ngữ pháp chỉ dành từ 30 đến 40 phút thôi, đúng nhỉ? Mà dành nhiều cho đọc hiểu. Vì thứ nhất là một số điểm, một câu đọc hiểu điểm rất là cao. Nó khoảng từ 2 cho đến 3 điểm, đúng nhỉ? N3 là 3 đến 4, còn N2 là nhiều câu hơn, là mỗi câu từ 2 đến 3 điểm nhá. Và dễ liệt, đúng nhỉ? Nếu mà điểm dưới 19 là sẽ liệt. Khi đi thi thì không cố gắng dịch hết, dịch cho hay. Cái này là cái mà vừa nói rồi đấy, phải tách bạch giữa việc học để đi thi và việc học để lấy kiến thức, để gì nhỉ? Để học dịch, đúng không? Không thể đủ thời gian để làm điều đấy được nhá. Luyện tập thường xuyên, đây là cái mà quan trọng nhất. Nếu không luyện tập thường xuyên thì không thể nào tiến bộ được, có thể nói một cách ngắn gọn là như vậy, đúng nhỉ? Luyện tập đấy không chỉ là xem video mà giáo viên hướng dẫn, không chỉ là làm bài tập mà giáo viên cho, mà còn phải tự bản thân làm bài tập tìm thêm nữa, đúng nhỉ? Đấy. Và đây là phần cuối này, là những điều cần thiết khi muốn dịch câu hay chuẩn. Thì đầu tiên là phải có vốn kiến thức nền tảng như là ngữ pháp, từ vựng, chữ Hán phong phú. Khi đi thi các bạn có thể không dịch được một từ vựng, một cái ngữ pháp nào đấy, ok, vẫn có thể chọn được đáp án đúng. Thế nhưng mà muốn dịch bài hay ấy, mà lại không biết từ vựng, không biết ngữ pháp, không biết chữ Hán thì nói thật đúng là không còn cách nào khác. Tất nhiên có từ điển thì vẫn ok thôi, nhưng mà đôi khi là không có từ điển chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải làm sao? Chúng ta sẽ phải chuẩn bị kiến thức nền tảng đấy, đúng nhỉ? Tiếp theo là phải thường xuyên luyện đọc. Đọc này không chỉ là đọc văn bản tiếng Nhật mà đọc cả văn bản tiếng Việt nữa, bởi vì là chúng ta cần phải hiểu về cái sắc thái nghĩa của những cái từ vựng khi mà chúng ta dịch xuôi ngược như thế. Có vốn tiếng Việt phong phú đa dạng, cái này rõ ràng rồi đúng không? Nếu mà chúng ta cứ dịch sonomama ấy thì rất là khó để mà có thể làm cho cái câu văn nó chuẩn chỉnh, nó hay được. Đọc nhiều sách tiếng Việt, đúng nhỉ? Và sách tiếng Nhật để hiểu thêm các biểu hiện, các cách diễn đạt. Đấy là cái phần ví dụ cho cái các điều kiện cần thiết, các chú ý cần thiết khi mà mình đọc, dịch và làm bài đọc hiểu N2 nhé. Các bạn về làm bài tập mà mình cho, sau đó thì chúng ta sẽ có một video chữa bài. Rồi, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.